chuẩn bị đóng hộp cho một anh em của thu chim tiếp theo. Đấy, vẫn cứ cám nước đầy đủ ở đây. Trước khi đi là phải có cái anh dành này, có cái clip cho các bác nhìn mặt mũi bạn đây. Con này chân mỏ tương đối là vàng nhưng mà nó cũng không phải là tam hoàng đâu. Nếu mà chăm tốt sau này thì có thể nó sẽ vàng hơn nữa. Đấy. Đấy. Bây giờ nó chỉ ở dạng tương đối là vàng, khoảng bộ đẹp thôi. Đấy. Nha, rất rõ mặt. Này rất là màu mỏ, rất là tốt. Cảm ơn anh em tin dùng và ủng hộ cám chim đất Việt nhé. Đây mình sẽ đóng chim cho bác này. Đấy, bác nào có nhu cầu với sản phẩm cám ấy, thì sẽ liên hệ với cám chim đất Việt. Đấy. Theo số điện thoại đây.